Hey, sau khi các bạn giã xong thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành pha cà phê. Cà phê thì thường thường hồi nãy các bạn thấy mình rồi đó. Thứ nhất là mình giã như vậy này, giã bằng chày. Nhà chúng ta có cái máy xay cơ thì chúng ta xay bằng máy xay. Còn nếu mà chúng ta không có thì chúng ta mua một cái dụng cụ gọi là quay tay, thì chúng ta mua cái khoảng 200-300 ngàn. Còn máy xay của hãng nước ngoài á, thì nó có khoảng là tầm 900 mấy, cũng là quay tay luôn. Còn đối với hãng của Việt Nam mình á, mà mình cũng hay xài á, thì đó có khoảng là 200k. Còn riêng với những bạn mà mình làm một cách thủ công quá, thì hiện tại là mình cũng làm thủ công để cho các bạn thấy luôn, là rất là đơn giản thôi. Chúng ta lấy cái hạt cà phê, chúng ta lấy một cái chày giống như hồi nãy mình làm, chúng ta đâm xong thì nó sẽ ra một cái lượng hạt cà phê. Và sau đó thì chúng ta công việc rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ tiến hành pha cà phê. Thì các bạn nhìn mình pha như thế nào rồi chúng ta sẽ pha ở nhà giống như vậy. Tránh trường hợp là chúng ta mua cà phê ở ngoài, chúng ta uống về và chúng ta cảm thấy như là chúng ta không biết là an tâm hay không, đâu là cà phê thật và đâu là cà phê giả. Lỡ người ta cho mình cà phê giả thì sao? Thì bây giờ mình sẽ pha giống như là ở nhà mình, các bạn mình ai cũng có thể là pha được. Đó. Rất là đơn giản mà không có cầu kỳ. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Đây là cái nồi Ở nhà giả cà phê uống các sếp ơi. Đấy. Đồng bào dân tộc ED họ hay làm này, họ pha nè. Có nhiều trẻ hỏi là mua cà phê này uống như thế nào, đơn giản thôi. Mình có máy xay tiêu ấy, hoặc là máy quay cà phê bằng tay. Nhưng mà ở đây mình lại không khoái bằng bằng tay. Cà phê mình xay bằng máy thì có rồi, nhưng mà giờ hiện tại là mình đang làm cái này để mình uống. Đấy, đúng không? Hạt cà phê nó chắc như vậy mà. Đấy, pha vậy nào. 5 vài muỗng uống. Rất là đẹp đúng không? Thơm quá, trời thơm à. Cứ khoảng 2 muỗng 3 muỗng là chúng ta có ly cà phê rồi. Cà phê này chúng ta để một ly này bởi âm phát ở ná nè. Đấy, có nhiều bác hỏi mua cà phê nguyên hạt về, giờ nhà không có máy quay thì uống được như thế nào, đơn giản thôi. Đấy đó, giả như vậy nào, thấy chưa? Đó. Rồi, thơm quá trời thơm. Rồi, chúng ta sẽ có một ly cà phê rồi này. Đấy, hôm nay đủ một ly cà phê rồi. Dạng thêm mấy cái nữa cho nó, cho thêm mấy hột nữa đi. À, các bác nhìn hột đẹp chưa? Đó. Rất là đẹp đúng không? Đó, thêm mấy hột nữa xanh. Rất là đẹp ánh sáng, rất là đẹp cà phê, rất là đẹp ha. Nguyên chất hẳn hoi. Chúng ta cứ sợ uống cà phê mà cà phê giả rồi là ấy, thì tại sao chúng ta không mua hạt cà phê này mà về mà uống? Mua cái máy quay tay có khoảng mấy trăm ngàn, 990 mấy ngàn, đó là quay tay hàng hiệu. Còn nếu mà chúng ta tiết kiệm hơn, chúng ta mua cái máy quay tay của Việt Nam mình có khoảng 200 mấy, còn đồ cổ thì có khoảng 300-400 của Nhật, tầm 600 có máy quay của Nhật bằng tay. Mà thôi, chúng ta làm theo kiểu đồng bào ED đi, để chúng ta giả như vậy. Rồi, ok. Chúng ta tiến hành là chúng ta sẽ pha ly cà phê nha. Rồi, chúng ta đã đâm được một ít cà phê rồi này. Đấy, chúng ta đâm cà phê xong thì bắt đầu chúng ta sẽ pha.
Đấy, đây là cà phê hạt nguyên chất nè, mình vừa mới đâm bằng cái chày á, cái chày cái ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổ ít nước nóng ở đây. Thì đối với những cái bạn mà uống cà phê á, thì chúng ta hay truyền nhau với câu cửa miệng là cà phê hoặc là pha trà. Thì ở nhiệt độ sôi là khoảng là 90 độ C, 100 độ C thì chắc chắn là nhiệt độ pha trà hoặc là pha cà phê nó sẽ không ngon. Bởi vì nó quá nóng và nó sẽ làm cho cái mùi cà phê nó có hiện tượng là có thể là khét. Ở đây thì chúng ta căn ở nhiệt độ chuẩn đó là khoảng là 80 cho tới 85 độ C thì chúng ta sẽ pha được một ly cà phê rất là ngon. Chúng ta có thể là dùng một cái bút đo nhiệt kế. Và nếu như chúng ta đơn giản hơn nữa thì chúng ta cứ đun sôi cái nồi nước của chúng ta lên và sau đó khoảng là chúng ta bắt ra khỏi bếp, chúng ta để có khoảng là có khoảng tầm 1 phút và sau đó thì chúng ta pha cà phê thì nó rất là ngon đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ cho cà phê vào nhá, một muỗng này, hai muỗng này, đấy chúng ta đâm mấy nhát thôi mà chúng ta được 4 muỗng, 5 muỗng, đủ một ly cà phê này nè, đấy. Ồ, rất là thơm đúng không ạ? Đó. Ở đây thì mình sẽ không có pha cà phê đặc đâu, vì mình đang muốn uống cà phê sữa. Mình đang muốn uống cà phê sữa. Nên là vì thế mình sẽ làm cách nào đó mà pha rất là nhạt thôi. Chứ Chúng ta mình sẽ không tiến muốn hành là uống chúng đặc. ta đổ châm nước vào. Chúng ta châm nước vào. Ở đây là mình muốn uống cà phê sữa. Chủ yếu là mình uống sữa nhưng mà mình muốn có hương cà phê nên là mình pha cà phê rất là loãng để chúng ta uống sữa cho ngon. Đấy, mình đổ ít cà phê vào đây. Đó, để cho nó ủ một lát. Đó, nó ủ một lát. Nó ủ một lát rồi sau đó mình sẽ đổ thêm cà phê. Vì đây là cà phê giã nhá, giã bằng tay nên là nó độ mịn của hạt nó không có đều. Không có đều. Đó. Xuống rất là nhanh đúng không? Đó. Chúng ta cũng kiên trì chúng ta đổ từ từ để cho nó ấy. Độ mịn của hạt nó không có ấy mà. Thường thường nếu như chúng ta ở nhà chúng ta làm bằng cái có cái phễu bằng cái vải á, vợt á, chúng ta ngâm cái đó nó ngon nữa. Đó. 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 Mình pha một chút cà phê. Để pha sữa. Còn nếu mà các bạn uống cà phê buổi sáng thì các bạn có thể là cho nhiều cà phê hơn nha. Các bạn giả cho nhiều cà phê hơn. Đây, trên nắp mình này có tí xíu cà phê thôi, không tới nửa nhé. Một tí xíu cà phê thôi mà. Để mình uống với vị sữa cho nó ngon. Rất là đẹp đúng không ạ? Cà phê xuống rất là đẹp. Đúng. Mặc dù có một ít cà phê thôi nhưng mà nó màu nó rất là đẹp, đúng không? Màu nâu rất là đẹp. Đây chúng ta nhìn kỹ rõ hơn cái hạt cà phê này. Đấy. Đây lát nữa mình sẽ pha một ly cà phê, một ly sữa hương cà phê thì nó mới đúng hơn. Tại vì mình cho rất là ít cà phê. Đó, các bạn cũng nhìn thấy một tí xíu cà phê thôi, một nắm hạt cà phê thôi. Đó. Còn lại nếu như chúng ta uống buổi sáng thì chúng ta nên uống nhiều cà phê thì chúng ta giả hơn. Tại vì mình sợ đây là cà phê nguyên chất và tối mình sẽ mất ngủ. Thì bây giờ nó cũng là tầm 5 rưỡi rồi, 5 rưỡi chiều rồi, 5 giờ 29 phút rồi. Nên là mình cũng muốn là tối ngủ cho được đấy, 5 rưỡi chiều. Rồi sau khi chúng ta đã pha được ly cà phê như thế này rồi thì chúng ta sẽ đổ vào đây. Đó. Thường thường mình hay uống như vậy, uống cà phê uống sữa mà cái này giờ mình gọi tắt là uống sữa. Rồi ít sữa mình pha loãng như thế này, mình không để nguyên chất mà mình pha loãng như vậy, chúng ta sẽ đổ vào đây. Ồ, nhìn đẹp quá. Wow, đẹp quá trời đẹp. Hấp dẫn đúng không ạ? Trời, hấp dẫn quá.
đây là mình gọi là mình uống sữa nha. Mấy bạn hay gọi là bạc xỉu cũng được. Đó, mình đây mình kêu mình uống sữa, hương cà phê thôi chứ không phải là cà phê. Đó. Tuyệt vời quá. Thôi, chúc cả nhà mình ở nhà dùng cà phê hạt và đâm tay thật là mạnh và khỏe. Hết đợt dịch này chúng ta sẽ có cơ tay. Rồi, xin chào cả nhà mình nha.